Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hòa Nông Dân Sân Thượng. Clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cách trồng rau mầm nha anh chị và các bạn. Đây là hạt giống rau mầm củ cải đỏ và mới vừa mua trên trang thương mại điện tử giao cho Hòa nè anh chị và các bạn. Bây giờ Hòa sẽ tiến hành chia sẻ với anh chị và các bạn là cách mình ngâm ủ gieo đến khi thu hoạch luôn nha anh chị và các bạn. Thì một khay trồng rau thông minh là 60-42 anh chị. Khay đó là mình trồng mình gieo là một lạng hạt nha anh chị. Đây là một ký, nhưng mà Hòa sẽ xài 300g là coi như là 3 lạng để Hòa làm 3 khay. Rồi đầu tiên thì Hòa cắt cái bọc ra để Hòa cân và lấy 300g nha anh chị. Rồi bắt đầu Hòa sẽ đổ nước vô Hòa ngâm trong vòng 4 tiếng hoặc 5 tiếng tùy theo loại hạt giống mà mình ngâm nha anh chị và các bạn. Hạt này vỏ nó mỏng thì mình ngâm thời gian nó tầm 4 tiếng 5 tiếng là nó nứt nanh là mình đem đi ủ được rồi nha anh chị và các bạn. Rồi và sẽ chia sẻ với anh chị là mình sẽ pha nước 2 sôi 3 lạnh mình ngâm nha anh chị. Đây là nước và đã pha sẵn nha anh chị. Đây là nước 2 sôi 3 lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vô. Giờ mình ngâm trong vòng 4-5 tiếng vì anh chị là hột nó ngậm đủ nước á. Rồi bắt đầu mình mới vớt ra rửa và đem đi ủ anh chị. Khi mà mình ngâm nó anh chị, mấy cái hạt mà nó nổi nè, cứ để luôn về đi. Lát là nó sẽ ngấm nước vô là nó nặng, nó sẽ chìm lại nha anh chị. Mình sẽ quậy lên cho nó chìm xuống. Rồi, và đậy nắp lại rồi anh chị chờ qua sau 4 đến 5 giờ nữa rồi qua sẽ rửa và ủ và tiếp tục chia sẻ cho anh chị nha. Các bạn ơi, sau 6 giờ mình ngâm hạt á, các bạn bây giờ mình dỡ ra để mà mình kiểm tra, để mà mình rửa hạt mình ủ nha các bạn. Đây là các bạn, hạt nó đã ngậm đủ nước rồi thì bây giờ nó đã nở ra nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rửa nước sạch lại xong rồi mình ủ. Các bạn ơi, mình đổi qua cái rổ nóc này nó lớn nặng, mình rửa lần cho nó dễ nha các bạn. Sử dụng cái rây nó ngon nhưng mà cái rây của mình nó nhỏ quá, đừng lần không hết. Ba lạng hột mà ngâm nó nở quá các bạn ha. Rồi, được rồi các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, Hòa để rõ nước nãy giờ được 10 phút rồi. Bây giờ Hòa sẽ cho vô trong cái túi để mình ủ nha các bạn. Các bạn nếu mà không có túi giống Hòa thì các bạn có thể lấy cái khăn bằng trải ra rồi các bạn đổ hạt vô. Rồi, khi mà mình cho hạt vô xong rồi đó các bạn, mình sẽ cho nó hạt về nó một cái góc. Đó, mình tấm nó lại cho nó nghe nè các bạn. Đây. Đây, như vậy cho nó giữ ẩm rồi các bạn. Xong rồi cái các bạn có thể dùng một cái xô á, mình bỏ vô mình ủ để mà cho nó giữ ấm, nó mau nứt nanh đó các bạn. Còn các bạn có thùng này thì các bạn bỏ vô cái thùng cũng được. Thùng này thì nó giữ ấm kín hơn, thời gian mình ủ nó sẽ nhanh nảy mầm hơn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chờ và sau 18-24 giờ sau nữa thì Hòa sẽ chia sẻ với các bạn đi ươm hạt nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn. Chào anh chị và các bạn nha. Sau 18 giờ ủ hạt thì bây giờ mình sẽ mở ra để mình kiểm tra coi hạt nứt nanh chưa để mình ươm nha anh chị và các bạn. Đây nè anh chị và các bạn ơi, nứt nanh đều ghê luôn nè anh chị và các bạn. Bây giờ Hòa sẽ đậy lại. Đậy lại để Hòa đi chia sẻ với anh chị trọng giá thể xong rồi mình ươm hạt sau nha anh chị và các bạn. Bây giờ Hòa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách mình phối trộn giá thể để mình gieo hạt nha anh chị và các bạn. Thì giá thể này gồm có cho chấu và sơ dừa mụn dừa anh chị. Mụn dừa này là Hòa đã mua mụn dừa bao quá về Hòa xử lý xong rồi Hòa sàng lại Hòa lấy cái mụn nhuyễn để mình xài nè anh chị và các bạn. Anh chị nếu mà anh chị không có sàng kiểu này thì anh chị có thể ra ngoài mua bao sơ mụn dừa anh chị. Bao mụn dừa ở ngoài là người ta xử lý sẵn, còn đây mà Hòa bỏ công ra và làm cho nó rẻ. Thì phối trộn giá thể này thì Hòa sẽ chọn tỷ lệ là như là 8 mụn dừa thì 2 cho chấu nha anh chị và các bạn. Mụn dừa, 4 mụn dừa, 1 cho chấu nha anh chị và các bạn. Đổ ra ngoài dễ trộn. Rồi Hòa đã trộn đều rồi, Hòa cho trở vô đây để Hòa còn tiếp tục vô khai nha anh chị và các bạn. Nhiều đây là không có đủ đâu. Đây Hòa làm 3 khai á, nhưng mà giá thể của Hòa đợt trước Hòa trộn, còn bởi vậy giờ Hòa trộn mẫu mấy rổ để cho anh chị xem thôi. Bây giờ Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị cách để mà mình ém giá thể vô khai để mà mình ươm hạt nha anh chị và các bạn. Mình làm cao trung bình từ 3 đến 5 phân. Anh chị làm 3 đến 5 phân là ươm được nha anh chị. Hòa sẽ làm mẫu cho anh chị trước một khai thôi.
rồi anh chị tự làm nha anh chị và các bạn. Đây là cái giá thể này là quà trộn đợt trước còn dư nha các bạn, giờ đợt này quà tiếp tục quà xài luôn. Cho giá thể vô khai xong rồi mình dàn giá thể tay đều ra nha anh chị và các bạn, mình dàn nhẹ tay đều ra vậy nè, xong rồi bắt đầu mình ém nhẹ nhẹ tay lại nha anh chị. Đây quà có thể quà dùng tấm xốp và đè cho nó nhẹ nhẹ xuống nè, cho nó chặt giá thể lại. Anh chị có cái bay hay khúc gỗ gì làm cũng được, miễn mình làm sao mà nó láng đều mà nó tương đối nó thẳng là mình ươm hạt được nha anh chị và các bạn. Đây bắn vậy là được rồi nha anh chị và các bạn. Giờ quà sẽ dừng máy và làm hai khay nữa, xong rồi quà sẽ quay lại quà gieo hạt cho anh chị và các bạn xem nha. Quà đã làm xong ba khay rồi, quà sẽ gieo vô đây nha anh chị. Còn nếu mà anh chị mà không có khay thứ này thì anh chị có thể lên trang thương mại điện tử anh chị mua khay này nè, là khay đúng ươm ra mầm luôn anh chị. Khay này nó có chỗ thoát nước tốt nè, anh chị cứ cho giá thể vô đây là nó tầm khoảng 3 phân, xong rồi mình ươm hạt lên, xong rồi mình dằn tấm gạch này lên là khay này là dằn tấm gạch 30-60 là vừa y nè anh chị. Đây không cái này là quà mua để quà chuẩn bị quà làm số lượng lớn, quà kinh doanh nha anh chị. Đây anh chị có thể mua khay làm y vậy nè. Rồi sau khi ông đoạn quà đã làm giá thể phẳng hết rồi thì bây giờ quà sẽ cho hạt ra quà ươm nha anh chị và các bạn. Khay trồng rau thông minh này là mỗi một khay thì quà cho một lạng hạt nha anh chị. Đây là bữa quà ngâm là ngâm 3 lạng. Rồi quà sẽ tiếp tục làm anh chị và các bạn làm chung với quà nha. Rồi bắt đầu quà gieo hạt nha anh chị. Mình gieo cho hạt cho nó nằm mỏng đều nhau, nó đừng có nằm chồng lên nhau nha anh chị. Thử quà gieo đều hết đi rồi xong rồi quà sửa lại. Anh chị cố gắng mình ươm sao mà cho hạt nó đều quá anh chị, lát cái rau mình lên nó rất là đẹp, nó không bị dơ thưa chỗ dày nha anh chị. Quà đã gieo xong ba khay rau rồi nè anh chị và các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục thì quà sẽ chia sẻ với anh chị là mình phun sương cho nó ướt hạt ẩm giá thể, xong rồi quà tiếp tục và chia sẻ với anh chị và các bạn là mình sẽ chèn khay nha anh chị và các bạn. Rau mầm này đó anh chị và các bạn, mình phun nước đó, mình chỉ phun sương cho nó ẩm thôi chứ nó không cần ướt lắm nha anh chị. Nếu mà dư nước quá là khay mình nó thoát nước không được là nó sẽ bị thúi rau nha anh chị và các bạn. Nếu mà anh chị làm bằng cái khay trồng rau thông minh giống quà vậy á thì anh chị nhớ là mình sẽ khoan lỗ nha anh chị, hoặc là cái khay nó có lỗ rồi thì anh chị khỏi khoan. Hay mà nếu mà khay bích á thì anh chị phải nhớ là anh chị khoan lỗ để cho nó thoát nước, nó không bị úng rau. Rồi sau khi phun sương xong rồi quà tiếp tục chia sẻ cho anh chị cách chèn khay nha anh chị và các bạn. Đây để làm được một khay rau mầm á, nếu mà làm bằng khay thông minh á anh chị các bạn sẽ dùng hai cái khay này dằn lên cái khay này để cho nó đè hạt xuống nha anh chị. Còn nếu mà anh chị xài một cái khay thì anh chị kiếm cái vật nặng gì á vừa với cái khay của mình á, anh chị dằn lên vậy nè, trọng lượng là một lạng hạt nó nặng khoảng 8-10 kg á anh chị. Rồi quà thì quà chèn bằng cái khay này, mình để xuống nhẹ nhàng thôi anh chị cho nó nằm nhẹ để nó gãy mầm hạt nha anh chị. Chèn khay lên xong rồi để có cái vật nặng thì quà đã cột mấy cái gốc thoát nước của cái khay nè anh chị, giờ quà cho nước vô để cho nó đè xuống nha anh chị. Cái ca này là 1 lít nè, mỗi khay thì quà cho nó 8 lít. Rồi coi như là quà đã chia sẻ với anh chị là trộn giá thể ươm hạt và chèn khay xong rồi thì quà sẽ đậy lại. Nếu mà anh chị và các bạn mà làm ở trong mát á, không bị mưa bị nắng á, thì anh chị và các bạn để luôn vậy là ok. Còn quà thì quà làm đây có mưa nắng thì quà phải đậy lại để tránh mưa vô anh chị và các bạn. Vô quà làm ngoài nắng ngoài mưa nên quà tạm thời là quà sẽ đậy lại vậy nè anh chị và các bạn. Trong thời gian là 24 hoặc 36 quà sẽ dỡ ra bỏ chèn nha anh chị và các bạn. Lúc đó là mình sẽ đem rau vô mát để mà mình phun sương nha anh chị và các bạn. Giờ anh chị và các bạn tiếp tục chờ quà để quà tiếp tục chia sẻ cho anh chị và các bạn nha. Các bạn ơi, sau 48 giờ mình gieo hạt và chèn khay thì đến thời điểm này thì mình nên dỡ chèn ra nha anh chị và các bạn, lật úp khay lại để cho rau phát triển nha anh chị và các bạn. Các bạn cùng làm với quà nha. Từ 36 tới 48 tiếng là mình sẽ dỡ bỏ chèn nha anh chị và các bạn. 48 tiếng đội lên luôn nè anh chị và các bạn ơi, để quà dỡ ra hết đi.
sân thượng nhà anh chị, nếu mà bị mưa anh chị có thể đem vô nhà anh chị các bạn. Và anh đây không có chỗ nên và để ở ngoài luôn. Anh chị các bạn nhìn vô thấy nó có mấy cây trắng trắng như móc á. Cái đó là cái rễ non, cái lông mau, kêu bằng lông mau á anh chị và các bạn. Sau khi bỏ chèn rồi thì bắt đầu mình sẽ xịt nước nha anh chị các bạn. Mình tưới sơ qua, tại vì mấy ngày nay mình đậy kiểu này thì cái độ ẩm nó cũng còn á anh chị, nó cũng chả mất nước đi đâu hết. Thì bây giờ mình tưới sơ qua một cái cho nó mát, rồi bắt đầu sẽ úp ngược khay lại. Thời gian sẽ là 24 hoặc là 36 tiếng rồi mình dỡ khay ra để cho tiếp xúc với ánh sáng nha anh chị các bạn. Rau mầm này thì anh chị các bạn nên nhớ thì mình chớ cho nó tiếp xúc với ánh nắng, mà ánh nắng gián tiếp thôi. Thí dụ qua lưới xuống, anh chị đừng có cho tiếp xúc mà trực tiếp với rau mầm nha anh chị các bạn. Tại bản thân rau này nó non á, tiếp xúc trực tiếp với nắng là nó sẽ bị héo anh chị. Rồi sau khi mình bỏ chèn xong rồi thì mình sẽ úp ngược khay lại nha anh chị. Mình úp ngược khay lại để cho rau nó vượt lên. Mình úp ngược lại khoảng 24 hoặc 36 tiếng mình dỡ ra nha anh chị. Ở đây Hòa không có chỗ mát nên Hòa sẽ để ngoài vậy luôn. Mình làm xong rồi mình đẩy lên vậy nè. Còn anh chị nếu mà ở trong nhà chỗ mát thì thôi anh chị khỏi cần đẩy. Sau 24 hoặc 36 tiếng cái quà bỏ cái úp ngược này ra để mà mình chăm sóc nó bình thường anh chị các bạn. Đây nè anh chị các bạn, khi mà quà thu hoạch này xong thì quà bỏ chèn thì quà sẽ đem cái này lên đây cho nó mát. Đây quà có giăng lưới nè, có giăng lưới về cho nó mát anh chị các bạn. Chiều nay quà sẽ thu hoạch rau muống này anh chị các bạn. Rau này được 5 ngày đó anh chị. Ở nhà mình ăn thì mình ăn non về thôi cho nó ngon. Đúng ra từ 5 đến 7 ngày là thu hoạch được, mà 5 ngày là quà trộn mà thu hoạch để cho rau nó non. Rồi quà sẽ hẹn anh chị và các bạn lại sau 24 hoặc là 36 giờ nữa thì quà sẽ dỡ ra xịt nước để tiếp tục chăm sóc, chia sẻ cho anh chị và các bạn nha. Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở phần sau nha. Các bạn ơi, sau 36 giờ mình úp khay ngược lại rồi thì bây giờ mình dỡ ra bỏ úp luôn nha anh chị và các bạn. Đẹp không? Rồi hôm nay trên kia là Hòa đã thu hoạch rau rồi, giờ Hòa dời lên trên này. Sau khi mình bỏ khay úp trên rồi bắt đầu mình tưới nước lại nha anh chị và các bạn. Mình cũng tưới vừa nước thưa cho xương cho ẩm ẩm thôi. Trong cái sơ dừa mình úp lại thì nó không có mất đi nước, mình tưới cho nó mát. Rồi bắt đầu từ đây trở đi anh chị, mỗi ngày anh chị tưới một lần nha anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn nhớ cái rau này đúng ra là mình trồng trong mát hoặc là trong nhà nha anh chị. Quà trồng ngoài này mưa nè anh chị, với quà che thêm một cái lưới trên nữa. Rồi tới đây Hòa dừng lại đây, Hòa sẽ tiếp tục mỗi ngày Hòa xịt nước cho nó một lần. Tới khi thu hoạch thì Hòa chia sẻ cho anh chị cùng nhau thu hoạch nha anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn ơi, sau 6 ngày mình gieo và chăm sóc rau mầm thì hôm nay là cũng đã tới ngày thu hoạch nha anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn cùng thu hoạch với Hòa nha. Anh chị xem qua nè, coi khay rau rất là đều luôn anh chị. Để không mất thời gian nữa, cùng anh chị và các bạn mình thu hoạch rau nha anh chị. Để Hòa bỏ xuống dưới cho nó dễ thu hoạch. Này là có 6 ngày nha anh chị. Nếu mà anh chị mà muốn ăn mà dài xíu, thêm xíu nữa thì anh chị phải để cho 7 ngày. Thời gian mình để dài á thì rau mình nó dài theo. Còn mà mình ở nhà mình ăn non xíu cho nó ngon. Người ta bán, người ta để dài cho nó nặng. Cả quá anh chị ơi. Này Hòa trồng cũng thành công nhiều lần rồi nha anh chị. Hòa trồng cũng có rau muống rồi đủ loại rau rồi. Một khay mình ươm một lạng nó dày quá nè anh chị. Anh chị ươm cả một lạng là vừa, đừng ươm nhiều quá. Thơm quá trời thơm luôn, nó hôm mùi củ cải á, cắt nãy giờ cũng lâu. Các bạn biết sao, mình cắt thì nó dễ mà muốn cắt trên mà nó ngay ngắn anh chị. Để lát mình bỏ hộp, mình cho người nhất ăn. Bởi vì mình cắt nó theo phải hơi gọt cho nó đều vậy nè anh chị. Để lát mình bỏ hộp cho nó dễ. Rồi, xong một cái rồi các bạn ơi. Và tiếp tục và làm thêm một khay nữa. Đây là khay thứ hai nha các bạn. Và cắt và thu hoạch hai khay thôi. Một khay và để thêm một ngày nữa thì mai và thu hoạch chứ giờ tối rồi. Và làm cũng không kịp nữa tại vì cắt cái này mai và cho anh ta anh chị và các bạn. Cái dao này hôm nay và cắt cũng mấy đợt rồi.
bởi chưa kịp thay lưỡi dao nó hơi lục các bạn, chắc nó cũng không được ngọt lắm. Mê quá các bạn ha. Mùa mưa anh chị các bạn mình chuyển tông qua mình trồng cái này anh chị, mình để trong nhà giờ cái mình xịt nước các bạn, cái này nó không có tưới rồi, không có nước rồi nhiều, nó đủ cái lượng rau cho gia đình để dùng. Chứ còn mà mưa này anh chị biết trồng mấy cái rau ngoài trời á nó chậm phát triển lắm anh chị ơi. Này mấy ký á, một khay này thường á là quà thu hoạch là một ký trở lên anh chị. Rau này anh chị có thể chọn dầu giấm anh chị, thịt bò xào bỏ lên, còn không thì mình mua cá ngừ hộp á anh chị, ăn ngon kỳ luôn anh chị. Này cũng dễ chế biến món ăn lắm, dinh dưỡng thì nó gấp 5 lần cái rau cải mình trồng bình thường anh chị, quá nhiều luôn anh chị. Để mai đổi vào cắt cái khay kia chứ giờ nó bị lục à. Đây xong rồi anh chị và các bạn ơi, Hòa đã thu hoạch được hai khay nhiêu đây anh chị. Còn khay này thì Hòa để thêm đêm nữa, qua ngày mai Hòa thu hoạch nha anh chị và các bạn. Thì giờ nó cũng tối quá rồi, Hòa thu hoạch nhiều là vô và làm không kịp. Thì clip của Hòa đến đây cũng khá dài nha anh chị và các bạn. Hòa đã chia sẻ cho anh chị và các bạn chi tiết cách trồng rau mầm. Anh chị và các bạn xem clip thấy hữu ích thì nhớ like, share, subscribe kênh để ủng hộ cho Hòa, để Hòa có động lực Hòa sẽ ra nhiều clip mới hay hơn, ý nghĩa hơn nha anh chị và các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những clip sau.